xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Hùng Vũ và xin trân trọng kính mời lên sân khấu bà Nguyễn Hồng Nga. Xin được trân trọng kính mời các anh chị sẽ lên sân khấu để bắt đầu nghi thức cắt bánh kem. Chúc mừng sinh nhật 15 năm. Một khoảng thời gian không phải là quá dài, nhưng đó là một cái hành trình của một công ty khẳng định mình và ngày càng khẳng định mình hơn nữa. Nơi đây mọi người bên nhau ta mừng sinh nhật. Thưa quý vị, và chúng ta hãy cùng hướng về phía khu vực sảnh đang đi vào, đó chính là chiếc bánh kem với 15 thành viên. Mặc dù là họ đã không còn làm việc tại công ty, nhưng ngày hôm nay thì trong cái niềm hạnh phúc này thì họ đến để chúc mừng, bởi vì với chiếc hạnh phúc như là một ngôi nhà thứ hai và một ngôi nhà đã luôn cho họ rất là nhiều tiếng cười, niềm hạnh phúc và cả sự trưởng thành. Và Kim Kiều nghĩ rằng trong giây phút này thì là những cái giây phút cực kỳ hạnh phúc, đặc biệt đối với ban lãnh đạo Thiết Hạnh Rất. Bởi vì với những cái nhân viên mặc dù đã không còn làm ở công ty nữa, nhưng mà ngày hôm nay họ vẫn đến đây để chúc mừng và thể hiện cái sự cảm ơn cũng như rất là vui về quá trình hình thành và phát triển của công ty. Một lần nữa hãy cho một tràng pháo tay thật lớn vì trước sự xuất hiện ngày hôm nay, được không ạ? Và bây giờ thì quý vị khán giả có thể cùng Kim Kiều vỗ tay và nói câu chúc mừng sinh nhật sau 3 tiếng đếm mà cho Thiết Hạnh Rất nhé. 1, 2, 3, chúc mừng sinh nhật. Vâng, hai chúng ta cùng hát ạ. Quả thật là hôm nay là một ngày rất là hạnh phúc đối với Thiết Hạnh và kỷ niệm 15 năm. Và xin được cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Và sau đây sẽ là quà nhận tặng cho các anh chị, xin trân trọng kính mời. Chúng ta hãy vui rủ sang ban để chúc mừng kỷ niệm 15 năm của Thiết Hạnh.